Song Joong Ki bị chỉ trích vì mãi yêu đương mà bỏ bê bản thân hậu công khai hẹn hò với tình mới. Song Joong Ki bất ngờ xuất hiện với hình ảnh phờ phạc nhưng lại gây chú ý khi tay trong tay cùng tình mới. Vài ngày trước, chồng cũ Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái đỉnh cao hắc tuổi không nhận ra khi tham gia đám cưới của bạn tại Bali. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, Song Joong Ki đã đáp chuyến bay quay trở lại Hàn Quốc sau thời gian lưu lại Indonesia và Singapore để dự các sự kiện. Theo quan sát, anh lên đồ đơn giản với áo thun dài phối cùng quần sáng màu. Ngoài ra, nam diễn viên hậu duệ mặt trời còn đội mũ lưỡi trai ngược và đeo khẩu trang tông đen nên thoạt nhìn rất trẻ trung phong cách. Có thể thấy vì phải di chuyển và làm việc với cường độ cao nên hiện tại Song Joong Ki trông khá bơ vờ và thiếu sức sống. Mắt anh có dấu hiệu sưng vì mệt mỏi hoặc do thiếu ngủ. Tuy nhiên, dân mạng lại dồn sự chú ý vào nhân vật nữ đi sát bên Song Joong Ki trong chuyến đi lần này. Động thái gần gũi của cả hai khiến khán giả liên tục đặt ra những câu hỏi, thậm chí có người còn cho rằng cô gái trên là bạn gái mới của chồng của Song Hye Kyo. Netizen bày tỏ nghi vấn. Cô gái đi cạnh Song Joong Ki là ai vậy? Người phụ nữ ấy mặc đồ giống với Song Ki. Hai người trông có vẻ rất thân mật, có lẽ là bạn gái bí mật của Song Joong Ki. Xa hơn, nhiều khán giả còn quay ra chỉ trích Song Joong Ki chỉ biết mãi mê yêu đương mà quên chăm sóc hình ảnh cho bản thân. Anh chàng bị nhận không ít lời chê bai vì xuất hiện trước truyền thông và công chúng với hình ảnh thiếu chỉnh chu. Lại có không ít cư dân mạng cho rằng nam diễn viên hậu duệ mặt trời chỉ thực sự long lanh khi còn trong cuộc hôn nhân cùng Song Hye Kyo. Tin đồn đang được truyền đi với tốc độ nhanh chóng nhưng Song Joong Ki không hề lên tiếng về vấn đề này. Anh chàng hiện đang tập trung quảng bá cho bộ phim truyền hình Cậu Út Nhà Tài Việt. Mặc dù chỉ mới lên sóng cách đây không lâu nhưng tác phẩm đã xuất sắc gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Nhắc đến các mỹ nam của showbiz Hàn sẽ là thiếu sót nếu không kể đến Song Joong Ki. Anh luôn được mệnh danh là mỹ nam đẹp hơn hoa. Càng có tuổi, chồng cũ Song Hye Kyo càng rạng rỡ. Đặc biệt sau cơn sốt Cậu Út Nhà Tài Việt, tên tuổi của Song Joong Ki càng được săn đón toàn châu Á. Vài ngày trước Song Joong Ki được dân tình chụp lén camera thường. Tuy nhiên trong những khung hình này, Song Joong Ki lại khiến dân tình sốt xình xịt khi xuất hiện với diện mạo cực phẩm ở độ tuổi U40 trong đám cưới một người bạn tại Indonesia. Anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm, nam diễn viên nổi bần bật với vẻ bảnh bao, lãng tử và hắc tuổi không ngờ. Nam diễn viên thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhìn diện mạo của nam chính Cậu Út Nhà Tài Việt, khó ai có thể ngờ nam diễn viên đã bước sang tuổi 37. Các khách mời tới tham dự hôn lễ đều nhận xét chồng cũ Song Hye Kyo quá điển trai. Anh còn vô cùng thân thiện và đáp lại lời chào hỏi cũng như chụp ảnh một cách lịch sự. Sau thành công của hậu duệ mặt trời, dù đã tham gia khá nhiều dự án mới nhưng phải đến Cậu Út Nhà Tài Việt, tên tuổi của Song Joong Ki mới thực sự thoát mát. Anh phô diễn khả năng hóa thân ấn tượng, lối diễn xuất tự nhiên. Nhìn loạt ảnh chụp bằng camera thường và ảnh được trao chuốt thực sự không có nhiều điểm khác biệt lớn. Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã chia tay nhau một thời gian khá lâu, dù vướng nhiều tin đồn tình cảm nhưng đến hiện tại cả hai vẫn chưa công khai mối quan hệ mới. Hậu ly hôn, hai ngôi sao nổi tiếng K-pop đều tập trung phát triển sự nghiệp riêng và gặt hái những thành công nhất định. Được biết Song Joong Ki chính thức ly hôn với Song Hye Kyo vào tháng 7 năm 2019. Kể từ đó cho tới nay, anh chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm mới. Bên cạnh đó, mỗi lần đóng cặp với các bạn diễn nữ, Song Ki đều dính phải tin đồn hẹn hò. Những sao nữ từng vướng phải thông tin yêu đương Song Joong Ki phải kể đến như Kim Tae-ri hay Jeon Jae-bin. Tuy nhiên, anh một là lên tiếng phủ nhận, hai là giữ im lặng để mọi chuyện lắng xuống.